Những ngày này, huyện Vân Hồ cũng đã tổ chức thành công hội thi đại sứ du lịch huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2024. Đây là dịp để đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về thuyết minh hướng dẫn, tổ chức các hoạt động du lịch, đồng thời giới thiệu quảng bá du lịch thông qua các hoạt động thực tế, góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Với sự tham gia của 12 thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại là học sinh, sinh viên nghề, hướng dẫn viên du lịch, khoa văn hóa du lịch, lớp cao đẳng hướng dẫn du lịch K59 Vân Hồ, trung cấp hướng dẫn du lịch tại trường cao đẳng Sơn La, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 2 phần thi, tài năng văn hóa, văn nghệ, phục vụ du lịch và thuyết minh du lịch, chủ đề thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết về văn hóa bản sắc dân tộc huyện Vân Hồ. Sau hội thi ngày hôm nay thì chúng em sẽ cố gắng giới thiệu, quảng bá về nét đẹp, con người như là mảnh đất của huyện Vân Hồ tới nhiều du khách trong nước và quốc tế biết tới nhiều hơn về huyện Vân Hồ nữa. Đối với phần thi thuyết minh du lịch, các thí sinh đã giới thiệu một điểm đến, tuyến du lịch, bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn huyện Vân Hồ với thời gian từ 5 đến 7 phút. Trong phần thi tài năng văn hóa phục vụ du lịch, các thí sinh đã thể hiện tài năng sở trường của mình thông qua những màn múa và những ca khúc với chủ đề ca ngợi quê hương Vân Hồ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của địa phương, phục vụ du lịch phát triển. Cuộc thi này thì cho em được cái bài học là học hỏi được các bạn và học hỏi được rất nhiều thứ. Em mong muốn là địa phương của chúng em sẽ phát triển và có nhiều khu du lịch. Với sự ôn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với những kiến thức được học tại các lớp nghề hướng dẫn viên du lịch, từ thực tế trải nghiệm thực hành làm hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, các thí sinh đã thể hiện tốt phần thi của mình. Đây có thể nói là một sân chơi rất bổ ích và chúng ta có thể thông qua cuộc thi này nâng cao được cái chất lượng nguồn nhân lực hướng dẫn viên du lịch cho địa phương và rất mong rằng trong những năm tới, cái cuộc thi đại sứ du lịch huyện Vân Hồ sẽ được tổ chức thường xuyên và ngày càng nâng cao chất lượng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi, trao 2 giải phụ cho 2 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất ở mỗi phần thi. Thí sinh Giàng A Lứ, lớp cao đẳng hướng dẫn du lịch K59 Vân Hồ đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi.